冇用碰。啊！等等，碰到，碰到，碰到啦！cái tên khốn kiếp này, lão tử vất vả đêm ngày thay cha mày dựng nên nửa giang sơn, đánh cô mày lại tính toán với tao, có gan thì đấu tay đôi với tao đi, lão tử hôm nay không đánh chết mày, lão tử chết không nhắm mắt. Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong, Mộ Dung Phong, buông tôi đã. Sao phía bên ngoài tự dưng lại im lặng như vậy? À, chắc là đã mở tiệc rồi. À. À. Chị Lan à? Ừ. Chỗ này rốt cuộc là phủ của nhà nào vậy? Biểu thiếu gia, chỗ này là đốc quân phủ của thành Thừa Châu. Phủ đốc quân? Ừ. Đây chính là phủ đốc quân sao? Biểu thiếu gia, thông thả ngồi. Bữa yến tiệc có chút chuyện tôi phải đi xử lý, tôi đi lát rồi về. À, chị Lan à, có chuyện gì vậy? Không biết sự việc sẽ giải quyết như thế nào nữa. Tấn giận tôi còn sợ. Không biết chuyện này là sao nữa. Căng dữ lắm. Không biết phải đâu. Không biết sao nữa. Không biết sự việc sẽ được giải quyết như thế nào. Sao lại không biết sao mà cứ chờ. Bây giờ biết không biết bây giờ sao đây. Bây giờ có đón già đón đón. Đúng là đáng sợ mà. Để vợ con sợ. Tới nước này thì tới đầu hay tới đó. Nghiêm trọng lắm đây. Giờ bên đó đã im lặng rồi. Vậy chắc là đã không sao nữa. Chính là không biết có phải là đang có người làm loạn không. Trời ơi, tim của tôi không thể nào yên nổi. Cứ đập thình thịch liên hồi. Cũng không biết ông Thường bên đó có bị làm sao hay không. Mẹ, cha sẽ ra sao đây? Thường phu nhân, bà đừng có nói lung tung. Đừng có hù dọa bọn tôi. Đúng vậy. Mẹ, em gái, chúng ta đang ở phủ đốc quân. Có nhân mã của thứ đệ bảo vệ. Chúng ta nhất định sẽ không sao đâu. Mẹ là đang lo cho cha con. Có tiếng súng. Nhưng tiếng súng đó được truyền tới từ phòng họp. Phải đó. Trình tư lệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tam tiểu thư xin yên tâm, tất cả đều làm theo mệnh lệnh của tứ thiếu. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Mọi thứ bình thường, biểu đầu bếp lên món, mở tiệc là được. Quản gia, lên đồ ăn. Dạ, lên đồ ăn. Từ từ, giờ phút này rồi bánh còn uống cái gì quá, nói nữa. Tâm trạng đâu mà ăn chứ. Phải đó, tới bây giờ tim còn đập thình thịch nữa nè. Làm sao còn mà ăn nổi tâm trí gì để ăn đâu. Vậy vậy vẫn ăn hả? Mọi người đừng có khách sáo. Mọi người mau ăn đi. Ăn đi. Mọi người đừng có khách sáo. Mau ăn đi. Tứ thiếu và Doãn tiểu thư sẽ tới liền bà. Ăn đi. Tam tiểu thư, cô cũng mau về chỗ ngồi đi. Mọi người mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Nè, ăn đi. Mau ăn đi ha. Mẹ, mẹ cũng mau ăn đi. Dư phu nhân ăn tôm nè. Em gái ăn đi. Sao mẹ có thể nuốt trôi được? Thường phu nhân, đừng có đi lại lung tung. Yên tâm ăn cơm. Mời. Mẹ, giờ tính sao giờ? Không sao đâu. Ăn 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 ăn. Nè, ăn ăn.
Mà ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Coi bộ rất là nghiêm trọng. Đúng vậy. Tư thiếu, vết thương có nặng không? Lan Cầm, đi chăm sóc tiểu thư đi. Dạ, tư thiếu gia. Chú Trình, tình hình dưới lộ sao rồi? Tứ thiếu yên tâm, gia quyến của những hoàng binh đó chỉ là chút kinh động, còn mọi thứ vẫn bình thường. Yên tâm đi, yến tiệc đã bắt đầu rồi. Phái người giám sát cho chặt, không có lệnh của con, khách trong đại sảnh không ai được tự ý rời khỏi. Rõ, tứ thiếu. Biểu thiếu gia. Bà là Tam tiểu thư, chúng tôi nghe nói biểu thiếu gia của Doãn tiểu thư tới rồi nên rất hoan nghênh. Phía trước đã khai tiệc, mời thiếu gia nhập tiệc. Trong phủ náo nhiệt như vậy, đã tổ chức hỷ sự gì sao? Hôm nay á là tổ chức sinh nhật cho Doãn tiểu thư. Sinh nhật của Doãn tiểu thư hả? Phu nhân chúng tôi nói biểu thiếu gia là người thân của Doãn tiểu thư thì cũng giống như người một nhà. Biểu thiếu gia đừng có khách sáo. Vậy Doãn tiểu thư có phải đã trở về? Lát nữa Doãn tiểu thư tự nhiên sẽ trở về thôi. Doãn lão gia có ở phía trước không? Doãn tiểu thư chúng tôi ở có một mình thôi à. Biểu thiếu gia, người mà câu hỏi là Doãn lão gia nào chứ? Cảm ơn Tam tiểu thư giúp tôi. Phiền chuyển lời giúp tôi. Tôi không tiện qua đó. Biểu thiếu gia, vậy ra cậu ngồi chơi nha. Tôi kêu nhà bếp đem chút đồ ăn lên cho cậu. Cảm ơn. Không có chuyện thì kiếm chuyện cho mình làm. Chúng ta đã bận tới như vậy rồi, còn phải hầu hạ người này người kia nữa. Một ngày nào đó hả, Doãn tiểu thư gả cho tứ thiếu rồi, tới lúc đó cậu muốn hầu hạ biểu cửu gia cũng không tới lượt đâu. Bà nói cũng đúng. Nhìn bộ dạng của Doãn tiểu thư, thật sự có khả năng sẽ trở thành phu nhân của phủ chúng ta. Không thể nào đâu. Không thể nào đâu. Tứ thiếu à, tôi và bác sĩ Smith đã cùng thương lượng. Chúng tôi nhất trí cho rằng bệnh nhân không thích hợp di chuyển, có lẽ nên tiến hành phẫu thuật ngay. Được, vậy mau tiến hành đi. Tứ thiếu, tình hình của Doãn tiểu thư không được lạc quan cho lắm. Viên đạn đã cắm rất sâu, chỉ e là đã tổn thương tới tim rồi. Và nó cũng không dễ lấy ra. Chúng tôi cũng không dám chắc chắn điều gì đâu. Lời này của ông là ý gì? Lỡ như lúc lấy viên đạn ra tổn thương tới tim, e rằng là sẽ... Tứ thiếu, cái gì mà không nắm chắc chứ? Tôi kêu lấy viên đạn ra lại còn chết người được sao? Thật sự xin lỗi tứ thiếu à, hai người chúng tôi quả thực là không hoàn toàn nắm chắc. Nếu như thật sự kêu hai chúng tôi lấy đạn ra thì phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Bác sĩ, các ông không làm gì ra hồn hết mà cút hết cho tôi. Tính sao đây? Cút đi. Tứ thiếu à, bình tĩnh đi. Tứ thiếu, hay là để tính chi thử coi. Nó vừa trở về từ Pháp vài hôm trước. Đúng rồi, tin gì? Sao con lại quên mất cậu ấy? Đúng, có cậu ấy, tình quỷ nhất định sẽ không sao. Bác sĩ Trình, cảm ơn anh đã tới kịp thời. Bệnh nhân đâu? Ở trên lầu, đi theo tôi. Được.
Trình tư lệnh tới rồi. Dạ. Tính chi à, con mau lên lầu, tứ thiếu gia đang đợi con. Dạ. Mời. Đi. Bên này. À. Mời. Được. Bái Lâm. Tinh Chi, cậu tới rồi. Bái Lâm, lâu rồi không gặp. Nè, cậu có làm sao không? Tôi không sao. Đưa tôi đi gặp bệnh nhân đi. Đi. Sao rồi? Vết thương rất sâu, cộng với mất máu quá nhiều, cần phải phẫu thuật ngay. Cô nắm chắc không? Cô ấy là bệnh nhân đầu tiên sau khi tôi về nước. Yên tâm, cậu ra ngoài đợi trước đi. Có câu này của cậu, tôi giao cô ấy cho cậu. Chuẩn bị phẫu thuật. Tư thiếu, đã làm xong hết chưa? Nội dung công điện thông báo toàn quốc đã soạn xong. Tư thiếu có muốn xem qua không? Đọc đi. Rõ. Thống chế tỉnh Vọng Châu, Từ Trị Bình. Thống chế trấn giữ đường sắt Vĩnh Thừa, Thường Đức Quý. Hai người cùng từng tiên phụ cộng sự nhiều năm. Phong từ lúc tiếp quản công việc, biết bao người ỷ lại, kỳ vọng tha thiết. Mà từ thường hai người lại kết bè phái, ý đồ thao túng việc chính trị, nắm binh tự kiêu xem thường quân kỷ, dung túng cho cấp dưới, có hành vi xấu xa nguy hại. Tư thiếu, có thể dùng bản giáp này để điện báo toàn quốc không? Phía Bắc có tình gì không? Vẫn chưa có. Có điều hai sư đoàn của Trình tư lệnh đã bố phòng từ Triết Bình đến Vọng Thành. Lính của Khương Song Hỷ dọc tuyến đường sắt tuy không ngó ngàng, ngược lại tạo thành một sự kiềm chế. Tin rằng từ thường hai quân cũng không dám hành động khinh suất. Trước mắt cứ giữ lại các thế lực của chúng, đợi tôi đem bản lĩnh của mình thu phục luôn kẻ họ Khương đó. Phía Bắc có tin tức gì lập tức báo với tôi. Rõ, tư thiếu. Cuối cùng cũng lấy ra rồi. Tiểu thư cô yên tâm, phẫu thuật rất thành công, cô đã không sao rồi, sẽ mau chóng hồi phục lại thôi. Tư thiếu, điện báo của Trương Kỳ Dân tới rồi. Sao hả? Hắn nói đã thuận lợi tiếp quản binh quyền của họ Từ. Các sĩ quan trên tiểu sư đoàn 4 tất cả đều đã bàn giao hoàn tất. Vậy thì đợi thêm vài tiếng phát thông báo cho toàn quốc. Rõ. Ngoài ra giúp tôi nghĩ ra một bức thư tay viết cho đại tổng thống, dùng điện mật lập tức gửi đi ngay, nói rõ thêm về chuyện này. Rõ. Thường Từ hai người ý đồ phản nghịch, sau khi chuyện lộ lại âm mưu hành thích.
Tuy đó là chuyện xấu trong nhà, nhưng càng che giấu bưng bít thì thiên hạ sẽ càng đồn đại. Rõ, tôi lập tức đi làm. Tình hình dưới lầu hiện giờ sao rồi? Trước mắt vẫn ổn. Mời Trình Tư Lệnh công bố tin tức này đi, tuyệt đối không thể để hỗn loạn. Rõ. Tư thiếu, anh còn gì cần căn dặn không? Lập tức phái người canh giữ cửa bên, bắt hết toàn bộ gia quyến hai họ Thường Từ, không sót một ai, ngoại trừ Tam tiểu thư. Rõ. Tinh Chi, sao rồi? Tư thiếu, không sao rồi. Tinh Chi, cậu giỏi lắm. Bệnh nhân vẫn còn rất yếu, một tuần này là giai đoạn nguy hiểm, viên đạn cắm vào rất sâu, rất dễ bị nhiễm trùng. Có điều chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ bình an vượt qua thôi. Vất vả rồi, lần này cũng may là có cậu. Vào trong xem thử đi. Chỉ là cô ấy vẫn đang hôn mê, đợi sau khi thuốc mê hết tác dụng mới tỉnh lại hoàn toàn được. Tứ thiếu, sao lâu quá vậy? Sao lại như vậy? Nè, nói coi, có chuyện nè, có người á muốn làm loạn hành thích tứ thiếu kìa. Hả? Vậy lỡ như tứ thiếu mà có bị làm sao, không phải sẽ có sự thay đổi sao? Đừng có đoán mò, đợi lát nữa biết liền mà. Yên lặng. Trình tư lệnh tới rồi. Phụng quân lệnh của tứ thiếu, tôi tới để giải thích với mọi người tiếng súng nghe được trước buổi tiệc, với lại tất cả những sự việc đã trải qua. Hiện có tướng lĩnh cấp cao Quân Thừa, hai vị thống chế Thường Đức Quý, Từ Trị Bình. Từ lúc lão đốc quân tạ thế đến nay, nắm binh tự kiêu, xem thường quân kỷ, chưa được phép của chủ soái tự chuyển vũ khí, tích trữ tại kho Vĩnh Từ, lén lút điều động quân đội đối với Thừa Châu, không thể tình hình thành thế Ngọc Kim. Thương Từ hai người ý đồ tạo phản lộ rõ rành rành. Cái gì tạo phản? Thường gia đối với lão đốc quân và tứ thiếu hết mực trung thành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mưu phản. Không thể nào, cha tôi sẽ không mưu phản đâu. Các người vu oan cho ông ấy. Là vu oan bọn họ, là vu oan bọn họ. Oan uổng quá. Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mẹ cũng không biết nữa. Chị dâu, chị mau đi nói với tứ thiếu, cha chúng ta ông ấy bị oan rồi. Đúng vậy. Yên lặng. Thường Từ thống chế, nhưng lúc nội bộ quân thừa đang họp bàn chuyện quân sự quan trọng, nhân lúc tham dự cuộc họp ở phòng họp của quân thừa, lén lúc mang súng tiến vào nơi quân cơ trọng yếu với ý đồ thích sát tứ thiếu ngay sau cuộc họp. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tội mưu phản hành thích được thành lập. Mẹ không thể nào. Chuyện này đúng là ngang ngược mà. Sao có thể được chứ? Cha chồng của tôi hành thích tứ đệ sao? Các người đã làm gì ông ấy? Sự bắn tại chỗ. Từ phu nhân. Phải như vậy chứ? Mẹ. Từ phu nhân tỉnh dậy đi. Các người thật là quá đáng mà. Mau, chúng ta hãy đi tìm tứ đệ của con, hỏi rõ ràng tại sao nó lại nhẫn tâm giết chết cha chồng con. Mau, chúng ta đi. Đứng lại. Tôi muốn gặp Mộ Dung Phong, ai cũng không cản được tôi. Đi. Đứng lại cho tôi. Còn đi tôi sẽ bắn chết bà. Trình tư lệnh, con cầu xin chú, con sẽ trông chừng bọn họ, họ sẽ không chạy lung tung đâu. Không chạy đâu mà. Tôi tuyên bố buổi tiệc đến đây kết thúc.
Mọi người theo thứ tự rời khỏi đại sảnh. Đi. Lên đi. Đi nhanh lên. Mẹ, em gái. Hai người bảo vệ trước đi. Con nhất định sẽ thay thượng gia hỏi rõ mọi chuyện với tứ đệ. Lòng dạ tứ đệ của con cũng độc ác tàn nhẫn quá. Thật không ngờ cha chồng con chinh chiến một đời trung thành hết mực, mẹ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Không sao đâu mẹ. Đứng lại, phu nhân tiểu thư, đốc quân có lệnh, các người tạm thời không thể rời khỏi phủ đốc quân. Tại sao không làm gì? Mẹ vào trong. Mẹ mau vào trong đi. Mẹ vào trong. Mẹ em với, cứu mẹ với, cứu mẹ với, cứu mẹ với, cứu mẹ. Chị ạ, mẹ, cứu mẹ với, em gái. Đứng lại, từ phu nhân, xin lỗi, bà cũng không được phép rời khỏi. Tứ đệ đang ở đâu? Giờ cô ấy đang ở đâu? Đang... nói mà. Đang ở trên lầu. À, Tử Thiếu à, khách đã về hết rồi. Gia quyến hai bên thường từ đều đã giam lại rồi. Chú Trình, vất vả cho chú. Nếu không có chú ở đằng sau, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể hoàn thành một cách thuận lợi như vậy. À, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tình trạng của Doãn tiểu thư ra sao rồi? Chú thật sự biết cách dạy con. Tính chị Lâm Nguy không loạn, y thuật cao minh, đã làm phẫu thuật xong cho Tình Quyển rồi. À, không sao thì tốt rồi. Nếu không có chuyện gì khác, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Cuộc họp quân sự đêm nay làm phiền chú cùng con tham gia. Được. Gia Bình, tiễn họ đi. Dạ, Tư Thiếu. Tư Thiếu, người nhà của hai bên thường từ xử lý sau đây. Nhốt lại rồi tính tiếp. Tối nay chúng ta sẽ bàn. Nhưng mà Tử Thiếu à, trừ những người tham dự buổi tiệc ra, mấy chục nhân khẩu trên dưới trong phủ hai tên thường từ thì phải xử lý ra sao đây? Tạm thời cứ vậy đi. Tử Thiếu, diệt cỏ diệt tận gốc, bằng không hậu quả khó lường. Đại trưởng phu sao có thể yếu mềm? Nhân lúc này phải quyết đoán kịp thời. Tư Thiếu, mạng người quan trọng, nên nghĩ kỹ hẳn làm. Chu Trình, làm theo lời cẩn chi đi.